Thưa bà con, trong cái mục rước báo hàng ngày thì tôi có thấy một cái bệnh hết sức là hot trong ngày hôm nay, đó là bệnh viêm ruột tiêu chảy do vi khuẩn nhiễm khí Clostridium perfringens. Thì đây bà con thấy đây là các cái biểu hiện triệu chứng của bệnh. Thế vậy thì bệnh này nó rất dễ nhầm lẫn với một số các bệnh khác ở lợn con, ví dụ như là dịch tiêu chảy cấp hoặc là bệnh viêm dạ dày ruột truyền nhiễm. Đối với bệnh này, nguyên nhân gây nên là vi khuẩn nhiễm khí Clostridium perfringens. Triệu chứng của lợn cho thấy nè. Tôi nói cho bà con tuần trình tự về nguyên nhân. Thì nguyên nhân ở đây tí để mà bà con chúng ta so sánh với một số cái bệnh khác. Nguyên nhân của bệnh này là do vi khuẩn nhiễm khí Clostridium perfringens gây nên, và do type D và type C gây nên. Thì đấy là về nguyên nhân. Còn cái lứa tuổi mắc bệnh thì chủ yếu là đối với lợn con theo mẹ ở dưới 1 tuần tuổi. Và đối với bệnh này cái tỷ lệ chết rất cao, từ 90 đến 100%, và nó cũng tương tự như tỷ lệ chết đối với dịch tiêu chảy cấp ở cái giai đoạn lợn đang theo mẹ. Triệu chứng của bệnh thì bà con thấy như sau đây. Thứ nhất là lợn bị tiêu chảy, phân có lẫn máu và đặc biệt có rất nhiều dịch nhầy, và cái dịch nhầy ở đây chủ yếu là do niêm mạc ruột bị bong tróc. Và lợn có hiện tượng nôn mửa, yếu rất là nhanh, lúc đầu sốt cao nhưng sau đó cái nhiệt độ hạ rất là thấp, khoảng 37 độ. Và khi lợn chết thì có hiện tượng bụng trướng to. Đây bà con nhìn, chúng ta thấy đây, bụng trướng rất là to, và da vùng bụng thường có hiện tượng là tím. Và khi chúng ta sờ vào da của lợn mà bị bệnh thì có hiện tượng mềm. Thì đấy là cái biểu hiện triệu chứng trên đàn lợn con. Thế vậy thì với cái triệu chứng này rất dễ nhầm lẫn đối với dịch tiêu chảy cấp cũng như là TGE hay là viêm dạ dày và ruột truyền nhiễm. Nhưng nếu mà bà con chúng ta quan sát kỹ thì nó sẽ khác với cái dịch tiêu chảy cấp. Đối với dịch tiêu chảy cấp thì cũng có hiện tượng nôn mửa và tiêu chảy rất nặng. Nhưng trong cái bệnh dịch tiêu chảy cấp thì phân của lợn bị dịch tiêu chảy cấp không có hiện tượng lẫn máu và không có cái chất nhầy. Còn đối với viêm ruột hoại tử thì có lẫn máu và có lẫn chất nhầy. Thì đấy là cái khác thứ nhất. Cái khác thứ hai là đối với dịch tiêu chảy cấp là cũng có hiện tượng hạ thân nhiệt, nhưng trong trường hợp này thì lợn đang theo mẹ có hiện tượng nằm trầm đống lên bụng mẹ, hoặc nếu mà khi mà tách bẹ ra rồi thì có hiện tượng nằm chồng đống liên nhau. Thì đây là biểu hiện của cái hạ thân nhiệt. Thế còn đối với bệnh viêm dạ dày ruột truyền nhiễm hay còn gọi là TGE thì phân có màu trắng xanh, và lợn con ở cái giai đoạn 1 tuần tuổi hoặc là dưới 1 tuần tuổi mắc tỷ lệ cao nhất, và ý tỷ lệ chết cũng rất là cao. Nhưng với TGE ở đây nó khác, là tiêu chảy mạnh, bụng không trướng và da vùng bụng không có hiện tượng xanh. Thì đấy là khác nhau về triệu chứng giữa ba bệnh, đó là cái bệnh viêm ruột do vi khuẩn nhiễm khí Clostridium perfringens, và chúng tôi thường gọi đây là bệnh viêm ruột hoại tử ở lợn. Bệnh thứ hai là cái dịch tiêu chảy cấp, và bệnh thứ ba là bệnh viêm dạ dày ruột truyền nhiễm ở lợn con. Thế vậy trong thực tế thì bà con chúng ta cần phải lưu ý thôi. Khi mà mổ khám đối với cái bệnh viêm ruột hoại tử hay còn bệnh viêm ruột do vi khuẩn nhiễm khí, thì bà con thấy chúng ta thấy là ruột non căng phồng và có hiện tượng xuất huyết rất là rõ, và có hiện tượng, thậm chí có hiện tượng là ruột thành ruột bị bào mỏng, và thậm chí có hiện tượng là bị thủng ruột. Thì đấy là cái bệnh tích. Như vậy để mà khắc phục cái bệnh này
thì bà con chúng ta cần phải lưu ý mấy vấn đề sau đây. Thứ nhất là tách lợn bệnh ra khỏi đàn, sau đó là xử lý chuồng nuôi và xử lý cái môi trường xung quanh, đồng thời là điều trị theo một cái phác đồ như sau. Việc đầu tiên là phải bổ sung nước và chất điện giải và tăng cường giải độc cho cơ thể bằng cái biện pháp là truyền dung dịch điện giải, ví dụ như là dùng ringer lactate hoặc là nước sinh lý 0,9% hoặc là dung dịch orezon tiêm thẳng vào xoang phúc mạc của lợn con. Thì cái việc mà tiêm vào xoang phúc mạc thì sau này nếu có điều kiện thì chúng tôi sẽ có thực hành trên con lợn và hướng dẫn trên con lợn để bà con sau này chúng ta áp dụng và thực hành cho nó tốt. Như vậy thì dùng các cái dung dịch để bổ sung nước và chất điện giải tiêm vào xoang phúc mạc ngày 2 lần, mỗi lần đối với lợn con là 100ml, thì có tác dụng là bổ sung rất tốt nước và chất điện giải. Thứ hai là dùng thuốc điều trị triệu chứng, đó là dùng atropine sunfat để mà chống đôn hoặc là để mà giảm đôn, và đồng thời dùng glucocac thảo dược kết hợp với multivit và kết hợp với thuốc giải độc gan thận hòa với nước để cho lợn con uống. Thì dung dịch này có tác dụng nâng cao sức đề kháng, bồi bổ cơ thể và tăng cường giải độc. Đồng thời dùng vitamin C kết hợp với B1 kết hợp với caffeine tiêm cho lợn có tác dụng để nâng cao sức đề kháng, và dùng satosan tiêm cho lợn có tác dụng để mà trợ sức trợ lực cho con vật. Và để mà điều trị nguyên nhân bệnh thì đối với vi khuẩn nhiễm khí này thường có một số các cái loại kháng sinh đặc trị, ví dụ như dùng amoc hay là amoxicillin hoặc là ampicillin. Thì trong trường hợp này bà con dùng hai cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất là dùng amoc LA tiêm cho lợn con liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm, đồng thời dùng amoc 50 cho lợn uống, tác dụng cục bộ trực tiếp đối với đường tiêu hóa và liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Và dùng một số các cái loại thuốc có tác dụng để bảo vệ cái niêm mạc ruột. Thì cái thuốc mà có tác dụng bảo vệ niêm mạc ruột thì bà con chúng ta dùng nitrat bismuth, tôi nhắc lại nitrat bismuth hòa với nước cháo loãng hoặc là nước cơm. Thì cái tác dụng ở đây là hai loại thuốc này, nitrat bismuth có tác dụng là sát trùng đường ruột và kết hợp với nước cháo loãng để phủ lên trên bề mặt ruột để hạn chế cái tác động của bệnh lên cái niêm mạc ruột và không gây tổn thương cái niêm mạc ruột. Và với cái biện pháp trên điều trị liên tục từ 3 đến 5 ngày. Và bà con cần lưu ý trong trường hợp này là phải tác động sớm, chứ nếu tác động muộn thì cái tỷ lệ chết là rất là cao. Để phòng được bệnh thì bà con cần phải tiến hành mấy bước. Bước thứ nhất là vệ sinh thú y, tức là chuồng nuôi phải thường xuyên sạch sẽ khô ráo, định kỳ tẩy uế chuồng nuôi bằng các thuốc sát trùng. Và đối với lợn mẹ đang mang thai thì cần phải bổ sung các cái nguyên tố vi lượng dưới dạng primix và primix khoáng cũng như là các loại vitamin vào trong khẩu phần ăn hàng ngày, cứ mỗi tháng một lần và mỗi một lần từ 5 đến 7 ngày. Đặc biệt là dùng vaccine để tiêm cho lợn mẹ, và cái vaccine này thường phải tiêm cho lợn mẹ 2 lần, và 2 lần này mỗi một lần cách nhau từ 2 đến 3 ngày. Lần thứ 2, bà con nhớ là cái vaccine tiêm lần thứ 2 là trước khi mà lợn đẻ 15 ngày hay là trước khi lợn đẻ 2 tuần. Thì với cái vaccine này sẽ hạn chế và sẽ khống chế được cái bệnh viêm ruột hoại tử ở lợn con hay là bệnh viêm ruột do vi khuẩn nhiễm khí Clostridium gây lên. Nói tóm lại, trong cái mục đọc báo này thì chúng tôi nêu lên một cái bệnh này để bà con chúng ta
cần phân biệt được ba bệnh mà trên triệu chứng lâm sàng rất giống nhau, đó là cái bệnh viêm ruột hoại tử tôi vừa nêu với cái dịch tiêu chảy cấp và cái bệnh viêm dạ dày ruột truyền nhiễm. Thì ba loại bệnh này đều xảy ra trên lợn con ở dưới 1 tuần tuổi và cái tỷ lệ chết cũng rất là cao. Và chính vì vậy thì bà con chúng ta cần phải phân biệt được để có cái biện pháp khống chế và có cái biện pháp điều trị phù hợp với từng loại bệnh. Cái điều mong muốn của chúng tôi là chia sẻ đối với bà con để biết được những cái vấn đề đó để hạn chế được cái thiệt hại trong quá trình chăn nuôi.